Phố ơi, con đi học về rồi. Ờ, các con đi học về rồi à? Ê, con ra rửa tay đi. Đồ nấu xào rau xong thì ăn cơm. Vâng. Với mẹ con ăn cơm đây. Vâng ạ. Mẹ ơi, để ăn cơm. Để đây đây. Anh Hiếu ơi. Em ship hôm qua được tặng quà Noel. Ủa con ơi, có mạng nào có kẹo để cho ông vào ra chơi để con tặng cho ông. Xong rồi vào ra chơi vào ra xong rồi mất luôn. Mất luôn à? Các bạn hư nhỉ? Ta mở bạn ăn trộm rồi. Các bạn hư nhỉ?